10 tiêu chuẩn chụp quay phóng sự cưới mà Enter Production đang áp dụng. Check. 1. Bộ ảnh phim phóng sự cưới thể hiện trọn vẹn chương trình của lễ cưới. Trước khi ngày cưới diễn ra, Enter Production sẽ trò chuyện với cô dâu chú rể để note lại được những yêu cầu của hai bạn và nắm rõ lịch trình của lễ cưới. 2. Góc chụp quay phóng sự có tính đột phá, sáng tạo và độc đáo. Enter Production đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật nhiếp ảnh trong ngành cưới để đáp ứng được tiêu chuẩn của một bộ ảnh phim phóng sự hiện nay. Từ thiết bị máy móc đến bộ cục ánh sáng đều phải được chuẩn chỉnh. 3. Chụp ảnh cưới riêng cô dâu và chú rể. Tụi mình sẽ tranh thủ để có được những bức ảnh thước phim dâu rể bên nhau trước khi sự kiện diễn ra. Đó có thể là cảnh first look hay những tấm ảnh tương tự như album pre-wedding. 4. Chụp quay beauty, nghệ thuật cho cô dâu. Enter Production sẽ kết hợp kỹ thuật bố cục chụp quay beauty trong nhiếp ảnh với ánh sáng tự nhiên, ánh sáng flash để có được những tấm ảnh về thức hiện beauty nghệ thuật. 5. Chụp vật dụng cưới như váy cưới, thiệp cưới, nhẫn cưới. Công đoạn quay chụp các vật dụng này không hề đơn giản. Để có được tấm ảnh đẹp, tụi mình kết hợp kỹ năng setup, stylist và kinh nghiệm chụp sản phẩm. 6. Chụp quay makeup cô dâu. Ekip quay chụp sẽ đến nhà cô dâu thật sớm để kịp ghi lại những công đoạn gần hoàn thiện của khâu makeup. 7. Chỉnh màu ảnh phim phóng sự cưới. Tông màu phóng sự cưới sẽ là tông trầm lắng. Tụi mình sẽ có được những điều chỉnh nhất định để ra tông màu riêng của Enter Production. Nếu bạn bị mê hoặc bởi phong cách vintage hoặc retro, hãy chia sẻ với Enter Production, tụi mình sẽ chỉnh theo yêu cầu của bạn. 8. Phong cách phim phóng sự cưới. Theo tiêu chuẩn của phóng sự cưới, phong cách phim cần đưa ra yếu tố cảm xúc lên hàng đầu, ngoài kỹ thuật góc máy và hậu kỳ dựng phim. Đối với xu hướng hiện nay, style phim trường theo phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng và cao trào. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà những cặp đôi yêu thích phong cách sôi động, Enter Production không hiện thực hóa được. 9. Không nhận quá khả năng đáp ứng của đội ngũ sản xuất, bộ phận chụp ảnh quay phim phóng sự cưới. Đối với Enter Production, việc đề cao chất lượng hình ảnh và phim phóng sự được đưa lên hàng đầu. Thế nên tụi mình chỉ nhận số lượng cặp đôi có giới hạn, kiểm soát chất lượng từ khâu nhận thông tin đến khâu chụp quay và hậu kỳ chỉnh ảnh dựng phim. 10. Chỉ tập trung vào chuyên môn sản xuất, chụp ảnh, quay phim phóng sự cưới. Enter Production chỉ cung cấp một dịch vụ duy nhất là chụp quay ngày cưới. Vì vậy, tụi mình tập trung trau dồi kỹ năng sản xuất, chụp quay, chỉnh sửa ảnh và dựng phim phóng sự và tự tin cam kết mang lại cho bạn chất lượng sản phẩm tuyệt vời nhất. Tụi mình hiểu rằng việc tìm kiếm một đơn vị chụp ảnh quay phim ngày cưới đối với bạn rất quan trọng. Enter Production sẽ đảm bảo mang lại cho bạn những tấm ảnh thước phim phóng sự khiến bạn lúc nào cũng rạo rực xúc động khi xem lại.